Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Dating Đừng Có Mơ nha. Rồi, thì hôm nay mình giới thiệu anh em cái con game Tom Momon. À không, hôm qua chứ. Hôm nay mình sẽ chơi thử một đoạn cho anh em xem những điểm hay và dở ở trong cái trải nghiệm đầu tiên ha. Mình thì cũng đã chơi sương sương rồi. Mình chưa chắc là nó hay hơn Coromon hay Pokemon các kiểu, nhưng mà trước mắt về trải nghiệm chơi của nó là làm cho mình cảm giác dễ chịu, chiêu linh, cũng như là nó làm mình gợi nhớ đến Coromon nhiều hơn ha, rất là nhẹ nhàng. Chơi phong quang, chơi kiểu như chiêu linh, là farm quái này nọ, đi chơi câu chuyện không có nặng nề về những cái khác. Giờ thì mình cũng đơn giản thôi, mình sẽ skip qua cái giai đoạn này, thì về nội dung của nó thì tương tự như Coromon hoặc là Pokemon, cũng là trong thế giới này có những sinh vật này thì mình sẽ tận dụng nuôi nhốt tụi nó, xong đó là phát triển tụi nó lên rồi đi đánh nhau đây mà kiểu gì đó. Còn mình sẽ là từ một thằng amateur, sau đó thì mình sẽ đi lên đúng không, vậy đó, từ đấy xã hội đi lên, thì mình sẽ đặt một cái tên thôi, tạo một cái xe mới cho dễ nha. Ok. Ồ, có hai nhân vật anh em, nhân vật nam mình nữ. Nhân vật nam đây, mình chọn nhân vật nữ đi, nhân vật nữ nhìn cute quá. Tóc củ hành. Đấy, nó mình về dạng pixel của mình rồi đó. Thật sự thì khi mà mình nhìn vào tựa game một phát mà mình review cho anh em là mình đã thích ngay cái nhìn đầu tiên rồi, kiểu như là dạng pixel, thiết kế hình ảnh như thế này là đẹp. Đó, với mình như thế này là đẹp. Đây mình có thể nói chuyện với lại những nhân vật Irina, tôi tên là Irene đi. Thật là tốt cái nhìn các bạn. Rồi, đây là năng lượng của trái đất này, ok. Rồi, giờ này mình lờ quá anh em. Anh em có thể nghĩ sao cũng được, nhưng mà mình dịch là thân xương thôi. Thì mới vô mình sẽ được chọn ba con nhân vật, ba con pet. Như mọi con game, bình thường một con game bắt thú khác ha. Rồi, mình sẽ chọn một trong hai, một hay ba. Anh em cũng biết là khi mà mình chơi game những dòng game này thì lúc nào mình cũng sẽ chọn con màu cam đỏ, sở thích của mình thôi, cam đỏ hoặc là lửa, lúc nào mình cảm giác nó cũng mạnh nhất. Về Pokemon thì mỗi class thì nó sẽ có một điểm riêng, không chắc là điều đó là đúng, nhưng mà những con game khác thì thông thường họ vẫn ưu tiên hệ lửa, với lại là mình theo kiểu là khoa học, kiểu là lửa là một trong những cái thứ mà đã phát triển nhân loại đúng không nè, gáy liền. Quan trọng liền anh em, quan trọng liền, nguyên tố gốc mà đúng không? Từ thời mà người ta có lửa, người ta nấu ăn phát là cuộc sống của con người đi lên đó. Đi lên tới đỉnh cao của vũ trụ. Ây da. Đây gặp quái nè. Đây là một con tôm Momon mà nó đã chờ mình ở đây à. Bạn có muốn bắt nó đi theo không? Yes, ok. Trời ơi, quá là bình thường. Đại loại là mình sẽ được ba con bé anh em, ba con, mình chọn một con chính và hai con phụ. Theo mình thì mình tí nữa mình sẽ đi thêm một vòng. Bây giờ mình cũng chưa biết là mình đi đâu. Về cái kiểu game như thế này thì anh em biết là đẹp quá. Đẹp quá anh em. Ồ, ông giáo sư gì đây? Giáo sư Yamato đang chờ bạn ở trong cái lab, cái phòng nghiên cứu. Rồi, đi tìm phòng nghiên cứu thôi. Mà phòng nghiên cứu ở đâu thì ổng không nói. Thông thường thì game này ông họ cũng bắt mình phải đi mò. Xe ở đây xe điện từ anh em nhá, không phải xe dùng bánh nhá. Xe ở đây là xe bay nhá. Sao thằng kia ít tóc à, thằng này nhiều tóc quá vậy, nhiều tóc thế bạn. Ây da, nhìn cái này nhìn nghi nghi giống cái láp quá ta. Vô coi. Mở cửa luôn à, tự động luôn, ghê đồ. Thì đại vô đi, thằng nào mà nó skip có cốt truyện là được. À đây, ông này chắc ông này không cho một con nữa quá. Đây không ta. Giáo sư Yamato. Thật tốt gặp bạn. Tôi là Yamato, trưởng nhóm của Ranet. Ok. Trưởng phòng mà. Cuối cùng Laotian đã quyết định gửi bạn cho tôi và rất là tuyệt vời. Ok. Tôi sẽ là sếp của bạn trong thời gian sắp tới khi bạn làm việc ở đây. Ok. Rồi, mình sẽ làm trong cái việc gọi là quản lý một cơ sở dữ liệu, nhưng mà đùa thôi ha ha ha. Khốn nạn. Rồi, nghiêm túc nè. Tôi đang làm việc cho cái Runnet Project và chúng tôi tìm kiếm những Totomon và nghiên cứu ở nó bọn những Totomon ở trên cái hành tinh này đó. Ok. Tôi sáng tạo ra những thứ đó để phát triển. Cứ nào không loạn dịch thì mình cứ leo. Thôi. Rồi. Thật ra được trước mình cũng ngồi rảnh mình dịch Coromon xong cái kiểu, ủa mà sao chơi game này có cần dịch mẹ đâu, cứ ngồi chơi luôn anh em. Chỉ là về cơ chế sau anh em, kiểu như là mình hiểu rằng là mình có những con nào nó kỳ hệ với con nào thôi à.
Đấy, nói chung ở đây thì ai cũng nói về cái Project Ranet. Liệu ổng còn bắt mình làm cái gì nữa không? À, quên mất, mình quên nói anh em là game này cũng giống như Pokemon với Coromon là mình phải cẩn thận chút, đôi khi là mình có thể là mình không đọc được tiếng Anh nha. Mình cũng vậy thôi, mình không đọc được tiếng Anh, nhưng mà những lúc như thế này á, thì anh em cần phải cũng phải chú ý được những cái từ khóa đó, gọi là quan trọng nhất. Tại vì dễ dễ ra cái tình trạng là mình không biết là mình sẽ đi đâu, giống như bây giờ nè. Giờ thì mình sẽ chơi theo dạng là chơi mò. Hai con khỉ à, hai con khỉ à. Hai con khỉ, một con khỉ xanh, một con khỉ vàng. Đây là cái nơi này chắc là nơi hồi máu rồi. Mà quên, con cửa hó của mình nó có bị cái gì đâu. Đi ra đây đây. Anh đang thấy nhân vật là dễ thương anh em ha. Đẹp quá. Chắc là sẽ đi qua đường này xong rồi đi ra map xong rồi đánh nhau các kiểu. À, chính xác luôn em. Ồ, có con chuột kìa. Hai con khỉ rồi, giờ đến con chuột. Con chuột đầu dê. Đây là bối cảnh của cái việc đánh nhau này nhá, hình ảnh rất là đẹp nhá. Hai bên kìa, thấy không? Cây cối tùm. Đây mình đã gặp một cái con chuột răng lồi ở đây. Tên là Sở Quét anh em. Rồi mình có thể fight hoặc run như mọi game, fight thôi, đấm chuột thôi. À, update skill. À, về cái việc mà giao diện mà đánh nhau của game thì mình để ý là rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Dễ dễ dàng di chuyển này nè, thấy không? Thoải mái ha. Mình có thể chọn skill, thì cái này không có skill thì mình có thể bấm chữ X, X để trở lại thôi. Nên chọn attack thì mình normal attack thôi. Mình sẽ chơi normal attack. À, mình có hai con này, mình có thể chọn một lúc hai kỹ năng luôn. Ok. Rồi. Con chó cắn con chuột. Nó vả vào mặt con chuột kìa. Wow. Ui da. Con chuột nó vả lại anh em ạ. Đấy. Do hiện tại là mình không có cái kỹ năng nên là mình sẽ skip bằng cách là mình bấm Z liên tục anh em nhé. Để nó đánh nhau cho lẹ. Dù sao mình hai con mà. Chuột này yếu quá. Chuột này không bằng chuột nhà mình anh em ạ. Chuột nhà mình quậy ghê lắm. Đấy, giờ cứ đánh thôi. Về cơ chế chính của game là đánh 3 3 vs 3 nên là sẽ có những chiến thuật riêng biệt. Ngày xưa thì những cái con game như Coromon hoặc là Pokemon thì anh em sẽ chọn được 3 hoặc là 6 nhân vật, 3 6 cái con pet, nhưng mà thông thường thì đánh là đánh 1 1. Anh em sẽ chọn và thay đổi luân phiên ha. Còn với con game này thì nó là 3 vs 3, có nghĩa là ba con anh dàn một hàng ngang ra đánh luôn, đánh trực tiếp luôn. Có nghĩa là mặc định luôn á, mặc định như vậy luôn á. Lúc này là mình có hai con nên nó cảm giác vậy thôi. Chắc tí con chuột sẽ vào team mình. Vả đầu nó. Vả cho biết ba má nó là ai luôn. Đó. Ok. Anh em cũng có thể đi vòng vòng ở đây để xem mà mình đấy, mình có thể đi vòng vòng ở đây để mình gặp những con khác. À, vẫn là bé chuột này à. Vả nó tiếp anh em. Về kỹ năng đánh cũng khá là đầu tư anh em nhé. Hình ảnh đẹp mắt. À. Ồ, mình thích cái bối cảnh đằng sau quá, nhìn đẹp vậy. Nó mặc dù là game 2D pixel nhưng mà họ xếp những cái lớp layer ở khác nhau á, từng lớp khác nhau nên anh em nhìn thấy cái bối cảnh của nó cũng kiểu như là nó hơi 3D một chút. Làm cho góc nhìn anh em dễ chịu. Đó. Về khúc này thì mình đánh giá là nó đẹp hơn Coromon nhé. Tại Coromon là cái bối cảnh họ tiết kiệm thời gian lắm, họ tiết kiệm, họ làm nhỏ lắm, không có đầu tư như cái này. Về góc nhìn đằng sau đẹp hơn. Đánh xong này mình sẽ chạy vòng vòng. À, không biết mình có cái cục bắt không nha. Mình thử bắt một con coi. À, mình có thể dùng item này. Ủa, mình không có cái gì à? Bút dưa tem đây, bấm vào chỗ tem. À, thì mình không có cục nào anh em ạ, hơi buồn. Thôi, đấm nó thôi. Không nuôi được thì đấm nó. Gõ đầu nó. Rồi. Ồ, nhạc cũng ok anh em, nhạc ok, nhạc tuyệt vời. Ủa, gặp nữa luôn anh em, ghê vậy. Ô, gặp con thỏ kìa. Gõ luôn thôi, làm gì vậy? Con này tên là Runbi. Runbi. Cute nhỉ, nhìn cute nhỉ. Anh em thấy không, mấy cái con Tomomon ở đây nó thiết kế rất là đẹp. Con chó kia còn mặc bộ giáp màu tím nữa.
Má, con chó mặc giáp màu tím làm nhớ thằng em mình vậy. À, nhưng mà mình có một điểm trừ về con game này nha. Hồi nãy anh em thấy là mình mới đánh xong thì nó ra nó gặp luôn cái con một con Tomomon mới để đánh. Nó vừa là hay hay ở chỗ là anh em mà muốn farm thì nó farm rất là lẹ, nhưng mà anh em thử nghĩ cái cảnh mà anh em đang speedrun hoặc là anh em đang chạy đi để đến một thành phố ở đó không? Thấy cái cảnh này chắc ức chế lắm. Không sao. Thời gian đầu thì mình cũng nghĩ là anh em muốn chơi tốt thì cứ thăm ngàn kẹp ngân rút ha. Đó, bây giờ mình né ra khỏi cái bụi này. À, game này hay chỗ là họ có thiết kế cho mình cái chỗ để né bụi nhé. Với lại một số con Tomomon mà chủ động nó sẽ hiện thị trên màn hình. Anh em gặp nó thì nên đánh được luôn. Đó kìa. À. Ronnie. Bạn có thể bạn không thể dùng việc bắt Pokemon bằng cách rất là à tức à ok. Cái này ý gì đó anh em, mình không thể nào bắt được Pokemon con Tobomon nếu như mà trong tên của nó, nói chung là tên của mình thì mình mới đổi được, chứ dùng cái thông tin này nó không quan trọng lắm. Thông tin này thì anh em cũng biết ha, game nào cũng vậy, đến lượt của mình thì mình mới bắt được nó chứ. Ok rồi, thì đó là những trải nghiệm ban đầu của mình về Tobomon, một con game rất là hay. À, mình sẽ livestream con game này thời gian sắp tới, tại vì chơi chiêu anh em, nhiều anh em trên kênh mình thích từ game này lắm. Ok chưa? Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha anh em. Game này nên chơi anh em nhé. Cỡ như Kuromon á, khá là hay. Hy vọng nó không giải đố và ức chế như Kuromon nha anh em. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha.